Theo kết quả giám định, loại chất thải màu đen đựng trong các bao tải cỡ lớn chính là xỉ thải từ quá trình tái chế chì. Đây là chất thải công nghiệp nguy hại, có hàm lượng độc tố chì cao, gây nhiễm độc cho đất và nguồn nước. Ngoài 70 tấn xỉ thải chì, tại hiện trường còn có khoảng 200 tấn xỉ nhôm được đổ trái phép. Được biết là các cái chi phí về xử lý các cái chất thải này rất lớn. Thì bà Tạ Thị Tấn đã chỉ đạo và đã tổ chức chôn lấp chất thải. Đối với cái tính chất thì cũng rất là tinh vi, các đối tượng tập kết toàn bộ các cái rác thải, các cái chất thải công nghiệp ở bên công ty Ngọc Thiên. Sau đó thì lợi dụng vào các cái trời đêm tối, rồi thời gian vào buổi trưa để chôn lấp. Bà Tấn chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Ngọc Thiên, một doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và tái chế kim loại. Thay vì phải chuyển giao chất thải rắn phát sinh đến các đơn vị có đủ chức năng tiếp nhận xử lý, thì bà chủ doanh nghiệp lại đưa thẳng ra khu đất nông nghiệp của địa phương để đổ trộm rồi san lấp. Cơ quan điều tra nhận định, nếu không bị bắt quả tang, các đối tượng sẽ tiếp tục đưa hơn 300 tấn chất thải được tập kết trong nhà kho của công ty Ngọc Thiên để đổ trộm. Về quy định về pháp luật thì các cái hành vi về xử lý hình sự, nhưng mà để bắt bị can để tạm giam thì cái hành vi nó phải nghiêm trọng thì đủ căn cứ để bắt ra. Khu đất xảy ra vụ đổ chất thải vốn là đất nông nghiệp đã được thu hồi giải phóng mặt bằng, hiện đang do xã chỉ đạo quản lý. Trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương cũng được đặt ra sau vụ việc này, vì thời điểm người dân phát hiện diễn ra giữa ban ngày, trong khi với khối lượng hàng trăm tấn chất thải đã san lấp tại hiện trường lại cho thấy hoạt động này khó có thể diễn ra trong một thời gian ngắn. Khi đó thì làm rõ theo chức năng nhiệm vụ thôi, vì trong chỉ thị 05 nói rất rõ trách nhiệm của chủ tịch ban xã rồi cán bộ địa chính. Thế còn phát hiện thì có nhiều nguồn thông tin để phát hiện. Thế người dân thì người ta có thể kiến nghị lên xã, thế là xã có thể báo cáo lên. Về việc này thì anh em sẽ nhận trách nhiệm về công tác quản lý đất đai. Trước hết là việc mà ở xã thì lực lượng thì cũng rất là mỏng, và các đối tượng đổ trộm đêm hôm và sáng sớm tối thì rất là khó phát hiện. Vụ án vừa xảy ra cho thấy hành vi đổ trộm chất thải rắn công nghiệp đã diễn ra với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng vừa trốn tránh được chi phí xử lý chất thải, vừa san lấp tạo mặt bằng cho dự án. Vì một công đôi việc nên công tác quản lý giám sát nếu không được thực hiện chặt chẽ sẽ là cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Hiện cơ quan điều tra đang lên phương án thu gom, xử lý chất thải để khắc phục hậu quả của vụ việc đổ trộm kể trên.